Khuya rồi, ngủ đi nha. Con nhìn con mới ngủ được. Má qua nhà dì Sáu chơi sao về sớm vậy? Dì Sáu bận không đi chơi với má được. Ồ má luôn. Món này ai nấu vậy anh? Tiên Tiên nấu. Sao khẩu vị giống của má vậy? À, chắc là chân truyền của má. Cái nết dạo này kỳ lắm á nghe. Cái mặt mà như con nhện nhện vậy đó. Cái đầu gì đâu mà như cái xác nước sâm người ta nấu còn dư ha. Dạo này son rẻ lắm hay sao mà quấn cái mồ dài ra như trái cật vậy? Nhà sản xuất người ta chọn Tina, nhưng mà Tiên Tiên thể hiện được thần thái của nhân vật, cho nên là đạo diễn chọn Tiên Tiên. Người ta chọn em. Chọn bà về làm bà nậu tôi hay làm gì? Cắt. Tâm lý của em bây giờ là em bài xuống cắn nó một cái thiền đã. Không biết làm phim không vậy? Má già rồi, má không có làm ra tiền. Suốt ngày má ra đường á, má lo má dạy con dạy cháu người ta ngoài đường á. Tôi biết thời gian qua có một chuyện gì đó xảy ra với bà. Bất ngờ lắm hả? Bộ hai người tưởng rằng tôi không biết gì sao? Tiên Tiên, chúng ta giống nhau, đều muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho Tiên Tiên. Cái nhục lớn nhất của thằng đàn ông là gì không? Không phải người ta nói nó bất tài, mà chính là người nhà của nó nói nó là một thằng vô dụng đó. Tiên Tiên, cô đã từng nói có hoạn nạn mới biết gia đình mà. Dạ thưa chị, bao bông này chú chuẩn bị để tặng cho chị đó. Chú thiệt là tinh tế, ghe len. Chị thiệt là hạnh phúc đó nghe chị. Anh thật là tinh tế. Cũng giống như cái tên của em thôi. Hoa. Wow.